mừng cả nhà. Mừng lá cả nhà. Chào cả nhà. Bây giờ hôm nay là chuẩn bị thuyền của tụi con là xuất phát đi ra điểm đánh lưới nha cả nhà. Bây giờ mình chạy ra chỗ tính tới điểm đánh lưới tầm khoảng 45 phút nha cả nhà. Lưới này là có một người quấn đầu với lại một người quấn trì này, với lại một người đứng ở giữa để giục ống cho nó khỏi bị dính đó cả nhà. Dẹp dẹp xuống bãi mà, xuống bãi. Hải bãi chút kia, hải bãi chút kia. Nãy giờ nhận lưới sắp xong rồi. Tổ rồi nãy giờ đây. Rồi quýnh đèn còn lưới rồi nha nhà. Phía xa xa có cái ba chiếc ghe đang chạy, ba chiếc giã kèo đó các nhà. Là người ta sẽ kèo những con cá với lại những con tôm với lại bạch tuộc rồi cả nhà. Đó. Còn phía xa kia là có một chiếc thuyền đang búa mà lưới. Búa mà lưới rút về đó cả nhà. Đó, bên này là có một người bên đầu, một người bên trì, với lại một người bên ở giữa. Còn có một anh sầu lái là đảm đang lái này cả nhà. Đó. Lái là đánh lưới này đó. Nói chung hôm nay là trời nó im bớt hơn hôm rồi cả nhà. Đứng mầm đứng.
thắt lưng, thắt lưng không? Về ngang mũi luôn, về mũi ngang luôn, về mũi lao luôn. Bây giờ mình vô đâu quay cái lại này. Bây giờ là mình đánh xong rồi, bắt đầu mình sẽ dòng ghe đó, mình giữ lưới của mình đó cả nhà, sợ những chiếc thuyền khác nó sẽ chạy qua nó sẽ mang đó. Chị đem cờ ra coi vậy. Một chiếc thuyền đang chạy ra nè, giờ đang đuổi đây, còn muốn đuổi nữa cả nhà. Chị vô đuổi ghi chưa, chị đang mang 13 rồi. Đó, bây giờ này đang có đoạn chuẩn bị của mình đi cái lưới này. Mình đi bộ tay sẵn sàng. Với lại mặc cái áo mưa này. Đó, kéo cho nên khỏi bị hút người, lại khỏi bị dơ người nữa nha. Đó, giờ này tụi mình chạy lên cờ đó, kéo này. Đây này mà
vô ra nó cười gì sao tao. Bắt đầu rồi.